Dự án đường vành đai phía Tây là dự án trọng điểm với kinh phí đầu tư gần 3.800 tỷ đồng từ ngân sách do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Về tổng thể, dự án có 6 gói thầu xây dựng và 1 gói thầu dây điện. Đến nay, qua thời gian chuẩn bị, 3 trên 6 gói thầu xây dựng đã hoàn tất về thủ tục và chuẩn bị khởi công. Dự án đường vành đai phía Tây có tổng chiều dài khoảng 19 km, nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C, vận tốc thiết kế khoảng 60 km/h. Trên tuyến có 25 cây cầu, trong đó lớn nhất là cầu Ba Láng, có chiều dài gần 600 mét. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến hết năm 2026. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng khoảng 1.233. Trong đó, quận Ô Môn có 499 trường hợp, quận Bình Thủy có 396 trường hợp, huyện Phong Điền có 300 trường hợp, quận Cái Răng có 38 trường hợp. Đến nay đã tiến hành kiểm đếm nhà và kiến trúc, cây trồng, được 1.187 trên 1.233 trường hợp, đạt 96,3%. Để dự án được khởi công đúng theo kế hoạch, chủ đầu tư đã phối hợp với các quận huyện có dự án đi qua để tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa của dự án, đồng thời xúc tiến các bước theo quy trình để thu hồi đất, bồi hoàn giải tỏa và bố trí tái định cư. Trong cái phấn đấu quyết liệt của quận và thực hiện theo hướng chỉ đạo của thành phố thì trong tháng 10, chúng tôi sẽ bàn giao được một số cái mặt bằng trong cái tổng thể để cho khởi công các cái gói thầu mà đã trúng thầu. Tập trung để mà thực hiện giải phóng mặt bằng đối với cái địa bàn xã Nhân Nghĩa để tập trung khởi công đối với cầu Ba Láng này. Bên cạnh đó, các phường xã có dự án đi qua cũng tăng cường việc kiểm tra để tránh tình trạng người dân xây cất trong khu quy hoạch của dự án. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các ngành đã xét pháp lý cho 264 hộ, số còn lại thì chúng tôi cũng tiếp tục xác minh cái tính pháp lý để hoàn chỉnh cái công tác là xét là cho các cái hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn. Diện tích đất của tôi nó tới khoảng 6.000 mét vuông, nhưng mà hai con lộ nó giao ngay chân chỗ đó thuộc cái ngã tư rồi, thành ra nó mất khoảng 5.000 mét. Chủ trương nhà nước mà mình làm cho xóm làng mình sung túc thêm là mình phải chịu thôi à, vui vẻ đồng ý. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đã thực hiện các quy trình để xúc tiến việc đấu thầu và theo đó, đến đầu tháng 10, sẽ khởi công hai gói thầu đường và cầu Ba Láng, mở đầu cho dự án đường vành đai phía Tây. Các quận huyện có cái dự án này đi qua thì cũng đã kiểm kê và kiểm đếm được là trên 95% cái khối lượng công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến trong tháng 10 thì các địa phương sẽ bàn giao mặt bằng để cho sở triển khai thi công các cái gói. Dự án đường vành đai phía Tây khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới cho thành phố, thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên toàn địa bàn.